Cô chú chị và các bạn, hôm nay mình sẽ đi tắm cá. Mình sẽ cắm ở ở đằng kia rất là nhiều cá nha các bạn. Ở quê mình rất là nhiều cá, lấy mồi sùng mình câu bằng cần câu nha các bạn. Lấy mồi sùng mình câu bằng cần câu nha các bạn. Bây giờ đi thôi nha các bạn. Bây giờ đi. Bây giờ mình đi về đây. Rất là nhiều cá nha các bạn. Mình dám coi có cá nha các bạn. Bây giờ mình đi về. Xong mà hồi mình dẫn các bạn đi thăm nha. Bây giờ mình đi về nha. Mình sẽ đi thăm rầm câu nha các bạn. Bây giờ mình đi các bạn. Các bạn ơi, hồi nãy mình xong mở ngay nè các bạn. Bây giờ mình đi xuống dưới mình thăm thử nha các bạn. Bạn ơi, mình sẽ đỡ các bạn nha. Tại hôm nay mình làm bài á, mình học nhiều á các bạn. Các bạn thông cảm cho mình nha. Tại rất tối người ngủ á, lỡ mình nói chuyện lớn thì người ta. Bây giờ mình không nói chuyện lớn người nha các bạn, bạn thông cảm cho mình nha. Bây giờ các bạn đi theo mình. Oh my god, who the hell cares? Một con nha các bạn, quá to bự luôn, thấy không? Bây giờ mình đi tiếp nha các bạn. Mình mới trong một con cá này các bạn, hơn nữa các bạn. Bây giờ mình đi tiếp nha các bạn. Bây giờ mình đi tiếp hình khác nha các bạn.
không ba? Không ba càng được một con nghe các bạn ơi. Có tờ bảy nghe. Các bạn ơi dạ. Lại làm cá chưa ăn nữa rồi. Hey, các bạn ơi, được con cá nữa nha các bạn ơi. Oh my god, who the hell cares? Hey, các bạn. Thấy không? Ôi. Thế là kiểu này cũng xấu rồi nha các bạn. Thế là kiểu này cũng xấu rồi nha các bạn. Nè, cá bự nhất luôn nha các bạn. Nè, thấy không? Cá bự luôn. Bây giờ cũng phía nha các bạn. Bây giờ cũng tối rồi, bây giờ mình kết thúc video nha các bạn. Các bạn nhớ like và ủng hộ cho mình nha. Bye bye, bây giờ mình đi về nha. Mình được hai con cá, bây giờ mình về đây.